chào mừng toàn thể tất cả quý vị đã trở lại với chương trình Sao Hợp Lý. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình phát sóng vào lúc 19 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Yeonju. Dạ. Hôm nay chúng ta có mặt tại nhà hàng bán bánh xèo. Thì đúng em rồi. Nghĩ chúng ta tới đây để làm gì? Nếu không ăn thì bán bánh xèo. Em biết bán bánh xèo không? Em biết làm đồ ăn không? Biết cooking không? Em cooking đồ ăn Hàn Quốc thôi. Còn đồ ăn Việt Nam thì không biết. Giống chưa biết, chỉ chảy hồ thôi. Là làm sơ sơ thôi đúng không? Sơ sơ thôi, xứng xương. Còn anh thì hồi nào giờ là anh cũng toàn đi ăn không à? Rồi, thấy kiểu vậy này. Anh ít khi làm lắm. Thì anh có linh cảm là ngày hôm nay anh tới đây anh sẽ phải đứng bán bánh xèo. Bán được bánh xèo là anh phải có một cái người hướng dẫn anh. Chứ bây giờ mà thấy anh vô là coi như là anh khờ luôn. Cái này là mình nấu thôi hay là bán thôi hay là... Mình phải trực tiếp tạo ra cái bánh xèo luôn. Phải làm bột. Rồi hả, phải bỏ tôm, bỏ mực, bỏ tất cả vô bụng. Bỏ tất cả vô bụng. Ý lộn, bỏ tất cả lên bếp. Em hiểu chưa? Em hiểu. Đó, mà muốn làm được cái bánh xèo thì bây giờ có lẽ là phải có một cái người hướng dẫn mình. Ở đâu? Anh. Ôi. Của tôi. Trời, anh tên gì vậy? Em tên Nhân. Anh Nhân. Anh Nhân dạ, hả? Dạ. Anh Nhân là đầu bếp chính để làm ra bánh xèo luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Hôm nay Nhân sẽ dẫn Vũ và John John dạ. đi tham quan. Anh dẫn anh đi tham quan. Ok. Đi liền anh. Let's go. Dạ. Em chịu liền. Đây là bếp nè. Bếp. À đây là bếp. À, khu vực đổ chính bánh xèo đó. Dạ. Dạ. Đây là khu vực đón khách. Chỗ này là chỗ mình sẽ đón khách, đón ở đây. Đón khách ở đây. Rất dạ. nhiều, bao bao nhiêu người á? Đúng rồi. Bao nhiêu người á? Khoảng vài trăm người đó. Vài trăm người. Ok. Dạ. Vậy là trên chợ là bếp. Đúng rồi. Dạ, ở dưới đây mình còn một cái bếp nào nữa không anh Nhân? À, còn vài râu. Mình một quầy rau dưới đây. Đúng rồi, đúng rồi. Là bếp nấu chín ở bên trển. Đúng rồi. Quầy rau dưới đây. Là ô vậy là có khi một hồi anh với em phải chia nhau ra làm việc rồi. Đúng rồi. Không thể nào mà dồn như một chỗ làm được. Em sợ chết tay với anh. Sợ chết tay với anh. Không sao, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Đúng rồi. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Bây giờ em muốn rau hay là muốn vô bếp? Em muốn. Rau. Rồi bà tự chọn rau luôn rồi. Tôi không ngờ luôn á thiệt. Ôi trời, cái dĩa rau tuyệt vời. Cái rau. Rất là tươi. Cái này mình tự cắt hết rồi hay sao? Đúng rồi, mình tự làm hết. Rồi rồi, em chưa có được thưởng thức bánh xèo tôm nhảy của anh mà em thấy cái dĩa rau thôi là em là coi như là em ứa trên đây rồi đó, là ứa nước miếng đó. Mỗi dĩa cái liều lượng nó cũng rất là bằng nhau. Thì cái em thắc mắc là mình sẽ có một cái người soạn những cái rau này hay sao anh? Đúng rồi. Kho rau là sẽ chuẩn bị riêng. Và cái nguồn rau của mình là nguồn rau sạch. Trước hết mình sẽ giới thiệu rau cho hai bạn nghe ha. Dạ vâng. Thì rau của này của mình đã là được nhà cung cấp đã xử lý thô rồi. Mình chỉ việc công việc của Yeonju sẽ là rửa lại và xòi dưa leo. Dạ. Ở đây mình cho khách ha. Đây là cải xanh. Cải xanh là đây là rau cải xanh. Dạ. Đây là rau cải xanh. Rau cải xanh. Đúng rồi. Ồ, rau cải hả? Mèo. Không cay, nó hơi cay thôi, không cay lắm. Nhưng mà cay, rau cải xanh nghĩa là cay hả? Không phải cay mà là cải. Cải thôi. Rau cải xanh. Rau đây là mình được xử lý bằng thô nha. Đây là rau thơm. Rau thơm. Trời ơi, Yeonju biết đây là rau gì không? Giống trái tim á. Đây là rau chấp đố vũ. Đố vũ nữa. Ủa gì vậy? Đố anh vũ rau bao nhiêu gì? Anh tít to. Đã vũ biết rau bao nhiêu gì không? Rau này là gan phở bò. Tất cả những rau nào ra đây mình sẽ làm chung một dĩa rau để cho nó có hương vị riêng của bánh xèo, khách dùng sẽ không có vị ngán. Giá bánh em là loại giá sạch đã được đặt riêng cho quán. Đứa cách nhận biết giá sạch này, mình nhìn cái cọng nó rất là cứng luôn. Cứng mà chắc. Mà xào mình không ra nước luôn. Ăn rất là ngọt. Đó, mình sẽ cho một bạn hướng dẫn Yeonju xử lý những nồi rau này, rửa và bào xòi dưa leo ha, để có một cái dĩa rau nó đẹp như lúc nãy đó. Mình đem lên cho thực khách. Em sẽ làm thật chăm chỉ nha anh ơi. Ok. Yeah. Anh ơi, tin tưởng em. Yeah, cố lên, cố lên. Làm được. Mời bạn Dương. Còn số phận của em anh. Chắc mình lên bếp đi ha. Dạ. Mình phi pha bột, đổ bánh xèo. Dạ. Ở Yeonju dưới này sẽ chuẩn bị cho mình những cái dĩa rau đẹp như lúc nãy. Mình lên kia mình sẽ có những cái món bánh xèo sẽ ngon hơn nữa. Yeonju. Bye. Sao được làm rau dễ mà bánh xèo khó? Anh ơi, bye. Bye, cố gắng làm tốt nha. Nhà bán, nhiều. Anh
Trước hết thì mình sẽ chuẩn bị bột đi anh Vũ ha. Chuẩn bị bột. Đúng rồi, bột rất là quan trọng nha. Cái này là bột gạo tự nhiên. Bột gạo tự nhiên. Mình xay ra thôi. Mình xay qua. Mình sẽ cho vào đây. Dạ. Wow. Rồi, anh Vũ quậy lên cho anh bột nó đều ra ha. À, mình quậy vòng tròn như vậy. Đúng rồi. Muốn bánh xèo mà nó đẹp á, mình sẽ cho một miếng ngợ vô. À, mình tao một miếng ngợ cho màu vô. À, nghệ. Đúng rồi, đúng nghệ. Rồi. Cái màu nó sẽ rất là đẹp nha. Dạ. Rồi. Cái màu vàng mình hay thấy thì ra là nghệ. Rồi anh Vũ đừng có quậy bột nữa. Quậy dạ. Nhiều quá sẽ bột nó sẽ bị quậy nhiều quá cũng không tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ. Mình sẽ quậy vừa thôi. Mình sẽ bỏ đi một xíu ngợ vô ha. Anh Vũ ha. Dạ. Lô lượng ở đây thôi. Thôi ơi, đó, mình sẽ quậy liều một lần nữa. Rồi, chúng ta là có bột rồi nè. Dạ. Bột này là bột gạo mình ngâm đi. Dạ. Mình sẽ xay theo ví dụ có khách mình sẽ xay, không có xay trước. Nó bị chua. Dạ. Không phải là bột mình là bột gạo tự nhiên. Tươi luôn, gọi đúng là rồi, tươi luôn, sử dụng trực tiếp luôn. Nó quán xèo mình ra nó rất là thơm. Nó có không qua kiểu như là bị chua chua hay còn là rất là thơm, đậm đà. Dạ, em hiểu rồi. Anh, ví dụ mà mình khi mà mình chọn những cái nguyên liệu này anh là mình có kén chọn trong cái khâu chọn nguyên liệu mà anh, ví dụ như là mực là phải chọn cái loại tươi nhất. Đúng rồi, cái hàng nguyên liệu tươi sống của mình á là rất là kỹ lưỡng. Dạ. Mình sẽ lấy số lượng vừa đủ bán hàng ngày thôi, không đủ qua ngày. À. Nên số lượng rất là tươi, rất là ngon luôn. Mà em có cái này thắc mắc nha. Đây là cái bò đúng không anh? Đúng rồi. Tại sao cái bò mình phải xào sơ qua trước mà không được để tươi giống như vậy à? Cái bò của mình là mình đã có gia vị rồi. Có gia vị sẵn rồi. Khi mình xào lên là cái mùi hương vị bò rất là thơm. Dạ. Khi mình đỡ muốn đỡ vô luôn vẫn được. Nhưng mà nhiều khi thực khách là kỹ tính kêu ồ sao bò nó không có chín, nó không có sống, nó còn dai gì đó. Chị Như ơi. Dạ. Rồi, hôm nay để mình ăn được cái chiếc bánh xèo thì mình trước tiên mình sẽ rửa rau nhé. Vâng. Rồi, Chị Như sẽ cầm cái này. Cầm cái này, là rổ. 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 Rồi. Ủa, tôi ơi. Rồi, trước tiên mình sẽ rửa xà lách. À, xà lách. Em sẽ rửa rau. Rửa rau. Xà lách. Ồ, dập rau. Dập rau. Mình sẽ cầm từ gốc xà lách này, đưa từ trên xuống dưới. Tại sao? Những cái đất cát dơ bẩn nó sẽ rớt xuống dưới này. Sẽ rớt dưới này. Dập lên. Em mới biết. Dạ. Cắt rửa xà lách bởi vì bình thường em ở nhà bang. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cái này từ đâu? Từ đó. Mẹ. Lật ngửa cái tay này lên. Rồi tay cầm dưới góc. Vuốt vuốt. Đẩy. Xong rồi. Đúng rồi, rồi bỏ cái này. Bỏ nhẹ thôi. Đúng rồi. Anh có thể thương Vũ anh đổ mẫu trước khi Vũ con cá được không anh? Ok. Dạ. Chảo là nóng nè. Bắt đầu nó bốc khói lên nè. Đúng rồi. Em thấy rõ ràng đi. Đúng rồi, mình sẽ cho một chút dầu vô. Riêng bò là mình sẽ cho dầu trước nha. Rồi. Mình quậy một miếng bột cho tan bột đi ha. Dạ. Mình lắc cái chảo nè cho nó cho một chảo bột vô. Mình đổ giữa cái chảo. Mình lắc tròn nha, lắc. Dạ. Rồi. Khi mà bánh xèo mà nó sẽ xe rồi đó. Thêm một lớp dầu nữa. Đúng rồi, mình cho một lớp dầu ở viền này. Cho cái lớp ở dưới nó khỏi bị cháy. Mình lắc đều cái chảo nha. Cho dầu nó xuống ở dưới. Bánh xèo đẹp tuyệt vời. Ủa anh, tại sao mình lại bỏ hành tây vô giá anh? Đúng rồi, hành tây hành lá vô nó sẽ thơm cái bánh đi. Nó thơm cái giá lên luôn. Khi mà bò lên đó mình trộn đều lên nha anh Vũ. Là trộn đều. Khi mà nó chín, cái này là nó chín chưa anh? Chưa. Khi nào mà mình nhìn cái bánh nó bị xe vàng lên đều lên thì sẽ gặp cái bánh lại. Em sẽ thử nha. Cảm ơn cải san ơi. Cải san ơi. Rồi, em ổn không? Bỏ nhẹ, quan trọng nhất là nhẹ nhàng á. Bởi vì tính cách của Dung Chu là giống con trai nên là hay bị bông. Rau này cũng giống như các loại rau kia, nó rất là dễ dập. Dạ. Rồi mình sẽ rửa, mình sẽ ấy trên bề mặt những cái phần đất cát nó sẽ rớt ở dưới này. Dạ đúng rồi. Rồi mình không có được dòng. Nhẹ nhẹ. Bếp thì mình bật lửa vừa thôi nha, đừng có dậy lớn quá. Dạ. Nó sẽ cháy. Cái đây mình không xịt dầu trước nha. Dạ. Cho tôm trước ha. Anh em thấy cái này nó cũng xe lợn rồi đó anh. Bắt đầu mình dập ngược có lợn được không anh? Này đây, mình dắt cái này đó. Mình cập lại, đẩy qua. Dạ. Bánh nó giòn quá rồi. Wow. Cái bánh này nó giòn đụm luôn á. Dạ. Đây là bánh tôm của mình, là màu rất là đẹp luôn. Riêng mà bánh nó giòn mình đem ra. Đem ra đây. Đúng rồi. Để cho nó rút dầu. Đúng rồi. Wow. Bây giờ là anh Vũ sẽ tự làm, tự đổ bánh xèo. Mình sẽ đổ 4 loại nhân.
tôm, mực bò và heo. Dạ. Em sẽ làm tôm trước. Không, kia chảo nóng mình bỏ vô. Dạ. Phạt nha, học không cả. Có, em nhắc em làm tôm trước chứ em đâu có nói em bỏ vô trước. Dạ. Rồi, cái xoài này. Cái xoài này là mình bào cùng chiều. Cùng chiều với cái xoài này ha. Cùng chiều là gì ạ? Nếu mình bào ngược vậy là mấy cái sơ xoài nó sẽ dính vào này. Dạ. Xoài nó sẽ gãy đứt ra hết. Dạ. Nó không có dài. Cho nên là mình bào từ đầu. Từ đầu, trên đây. Cái này khó không ạ? Không có. Ồ, cái này cương nè. Ồ. Nhẹ thôi, nhẹ. Rồi, đi. Sát vô, sát cái gạch, sát vô. Ờ. Cái này cương. Cẩn thận tay nha. Dạ, cẩn thận. Wow, nhưng mà thơm. Chị ơi, có bí quyết á. Cái này làm tốt không? Gì, gì? Dạ, cầm như này. Rồi. À, dễ không? À. Rồi, đã có xoài rồi. Tiếp theo mình sẽ bào dưa, dưa leo. Rồi, đầu tiên mình sẽ dưa leo. Mình chỉ ra làm đôi ha. Nữa. Bào đó. Mình sẽ cắt cái này, cắt đôi ra nữa ha. Trong lúc em chờ đợi chảo nóng thì em khuấy bột đều. Rồi sau đây em sẽ lấy cái này em tán ra. Đó. Rồi mình thổi vô luôn. Rồi lắc đi chú. Cầm. Lắc. Cố lắng ngắt một vòng thôi. Dạ. Chỗ nào thiếu mình bỏ vô. Chỗ nào thiếu bột mình lấy cái tay dạ. Bỏ vô. Bỏ okay. Thêm bột vô. Đúng rồi. Đó. Rồi. Chảo kia nó cháy rồi kìa. Không khói rồi. Rồi. Chả bên đây cháy bó khói rồi, chả này lát nào em sử dụng sau nha. Rồi. Em đãi đều. Cố gắng hai tay đi, nhổ trên nó nhanh. Dạ, dạ, dạ. Bên đây em sẽ làm thịt heo. Đúng rồi. Nó đang nóng sẵn luôn nè. Cố gắng hai tay đi. Dạ. Hai tay. Tay kia mình cầm cái cây kia đi, để mình tản đồ ra. Hơi nhiều rồi, hơi nhiều dạ, rồi. Dạ, hơi nhiều, em sẽ lấy ra bớt miếng rồi, liền. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Cố gắng đừng được có nhân vô chính giữa, mình gặp bánh nó sẽ bỏ. Dạ, đó. Đúng rồi. Rồi. Cố gắng cho đều bột, cái đầy chảo. Dạ. Chỗ nào thiếu mình bỏ vô. Em hay bị thiếu dầu ha. Chắc nó xem sẽ để ý lại. Cố gắng đỡ dầu nó xuống cái bánh á. Dạ. Xuống dưới nó bánh nó còn cháy. Không đừng đừng đừng. Dạ chưa đúng không? Xe, đúng rồi. Dạ. Chưa bánh đúng nó xe mình mới được cải lên. Đúng rồi, gặp lại. Bánh vô đó. Đè xuống rất là ngon thấy chưa? Trường sẽ hướng dẫn Dân Du xếp một dĩa rau. Dạ. Xong rồi phần còn lại của Dân Du là xếp 5 dĩa còn lại nha. À, dạ vâng. Okay. Đầu tiên mình sẽ lấy cải xanh. Bỏ vào. À, yeah. Quên. Cái này là cải xanh. Cải xanh rồi. Thì còn dư. Ồ, cải sao? Xấu. Ồ, nhìn xấu thôi. Tiếp tục mình sẽ lấy xà. Xà lách. Mình phải bỏ mặt trên này. Dạ. Để chừa cái diện tích ở dưới mình bỏ phần rau còn lại. À. Bỏ dung dung lên, đừng đành xuống nha. Bỏ rồi. Dạ. Ủa nếu gọi một phân thì vẫn có cái này à? Dĩa này là hai người ăn. À hai người ăn. Hết có thể xin thêm. Ủa miễn phí luôn. Miễn phí, rau miễn phí. Hợp lý nha mọi người. Rồi, bây giờ chị có thể cho Dân Du review được không? Em làm tốt không? Thì đối với người mới vào để tất cả trải qua tất cả các công đoạn thì mình đánh giá Dân Du. Khá thôi, nhưng mà cũng ok rồi.
em là mấy điểm? 8 điểm. 8 điểm? Vẫn là ok nè chị. Nhìn dễ đâu đây là rất là tương đối. Không tuyệt đối nhưng mà cũng tương đối rồi. Dạ em cảm ơn. Đến công đoạn dưa leo dưới xoài thì Yeon Ju á, dạ, bào xoài hơi cứng. Dạ đúng rồi. Thả lỏng người ra. Thả đúng lỏng rồi. Người ra. Dạ. Nhẹ nhàng thôi. Dạ dạ. Dưa dạ. Leo thì cũng khá là ok nhưng mà có phần dày phần mỏng. Dạ. Mình sẽ trong quá trình thì mình sẽ có thời gian hơn. Dạ. Để dưa leo mình nó được đẹp đẹp hơn. Dạ. Thì đầu tiên thì mình sẽ quan sát khách đi mấy người. Nếu mà đi hai người thì mình sẽ bưng một chén nước chấm tương đậu. Từ từ chị ơi, nếu hai khách tới một dĩa rau thứ hai là một chén nước mắm, một chén tương đậu, hai chén tương đậu là gì ta? Tương đậu là đậu phộng pha vào nước mắm. Mình sẽ có hai loại nước chấm để pha vào với nhau. Dạ. Mình để mình chấm bánh xèo. Dạ. Rồi. Một cái là nước mắm, thứ hai là tương đậu. Tương đậu. Đây này, bánh nó vụ đủ hả? Dạ. Bánh đủ độ giòn nè. Dạ. Bánh tròn nè. Thằng đầu vô đó ok rồi đó. Dạ. Rất là ngon luôn nè đó. Thơm chín hết luôn. Dạ. Rất là thơm luôn. Trời ơi trời. Đây là cái tôm là thành công. Đúng rồi. Cái mực nè. Dạ. Giá hơi nhiều nè. Dạ. Giá hơi nhiều nè. Em cho nó thanh nhiệt giải độc. Dạ. Giá hơi nhiều nè. Giá hơi nhiều mình cao giác mình sẽ nghe. Hơi lạc. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Đó, bánh cũng ok là tròn nè. Dạ. Độ giòn là đủ rồi. Tự em cứu em. Em không muốn nguyên mất điểm gì thiếu bò. Rồi. Dạ, đây là bò của em. Đúng. Này, cái bánh bò nó vàng đều nè không? Dạ. Độ nó giòn vừa phải nè, bánh nó tròn nè. Đó, thêm lần này nè. Bánh đủ độ giòn nè không? Dạ. Đó, thêm lật lên nè. Wow. Rất là ngon. Dạ. Rồi mình đỡ lên kia luôn đi chủ. Dạ. Lấy một cái dĩa mới nữa đây, lấy một cái dĩa mình đổ cái bánh đó nè. À đây ha. Này đúng rồi, theo đây. Bánh rất là tròn nha, giòn, đều, đó, dễ ra. Dạ. Rất là ngon. Dạ. Rồi, dạ. Em mình nói đi ha. Dạ. Trời ơi, muốn có bánh xèo lần đầu tiên trong cuộc đời đổ. Thôi, đỡ đây. Đi. Dạ. Rồi mình sẽ tái bao tay ra. Dạ. Sẽ đỡ đây đi. Đây là thành quả của Nghĩa Tình Chủ rồi. Đó, cái bò này cũng của em làm. Sao anh thấy em ok không ạ? Được. Dạ, chắc nơi ra mở quán riêng được rồi đó. Anh, vậy là em có thể bán được cho khách không anh? Được. Thì hôm nay Vũ sẽ bán cho khách đi ha. Yeah, vậy là em vừa có được bài kiểm tra rồi đúng không anh? Đúng rồi đó. Dạ. 10 điểm. Cố lên, tôi sẽ làm được. Chờ, bây giờ có menu nè. Ở đây có bánh xèo tôm. Tôm dãy. Vâng. Thì order nhiều nha. Ở đây rất là ngon. Vâng. Vậy chắc chị hai cái luôn nè. Chị hai cái tôm nhảy nè. Chị ăn tôm nhảy hả? Cho em cái heo với một cái tôm nhảy. Cho 5 phút. Dạ vâng. Ủa, anh Vũ ơi, một phần bánh xèo thịt heo, rồi. 2 phần bánh xèo tôm nhảy. Ok rồi. Và một chả tắc, một nước suối. Một chả tắc, một nước suối. Giờ là có khách order rồi đó. Cái này hơi thiếu dầu nè. Cố gắng lên, thì ngay khúc này cái nhớ anh Nhân dễ sợ. Khách là có order thêm hai cái, một cái tôm với một cái mực. Tôi cũng hồi hộp, tôi run không kém. Qua đây coi. Đúng, hai tôm, hai bò, một cái heo đây. Có chưa? Có rồi. Ở đâu? Cái này
hay là bánh chưa khéo nóng nha, coi chừng nóng nha. Dạ. Đây, đưa ra cho khách giùm anh. Cái này là gì anh? Một cái thực cẩm, một cái tôm, một cái bò và một cái heo. Ủa, hai tôm nhảy, một cái heo. Đây, cái tôm còn đang đây, ở đây còn đợi một cái tôm nữa. Bây giờ thiếu một tôm anh. Đợi, đợi, đợi anh 3 phút nữa xong tôm rồi. Dạ. Dạ, cái này là thịt. Thịt heo. Dạ, thịt heo, cái này là tôm nhảy, nhưng mà bây giờ thiếu một tôm. Dạ, bây giờ nó ăn cái này nha. Dạ, lát nữa em sẽ trở lại. Anh chị ơi, dạ, đây là nước suối và trà tắc nha. Dạ rồi, cảm ơn chị. Em sẽ mở cho. Ồ. Dạ. Vâng, cảm ơn chị nha. Anh chị ăn ngon nha. Cảm ơn. Cho một cái tôm lên nữa đây. Rồi rồi, xong liền anh ạ. Bánh xèo mực, phan thiết. Bánh xèo mực. Phan thiết. Phan thiết. À, em biết Phan Thiết là ở Mũi Né. Anh quê ở đâu ạ? À, quê Đắk Lắk. Đắk Lắk. Đắk Lắk. À, Đắk Lắk. Đúng rồi. Anh là ở đâu ạ? Anh một cái tôm nữa. Miền Tây à? Miền Tây. Chào anh, em là... Nguyễn Chu. Nguyễn Chu. Tôm. Xin lỗi. Cái tôm còn lại đây. Tôm. Đúng rồi. Anh ơi, cho em một... Nhanh. Một cây... Tôm. Bánh xèo tôm nhảy, một là bánh xèo mực tươi Phan Thiết. Rồi, một tôm, một mực. Dạ vâng. Em tặng bánh xèo tôm nhảy nha, ăn ngon nha. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Quê anh là miền Tây á? Dạ đúng rồi. Ở đâu? Dạ, Tiền Giang à. Tiền Giang? Tiền Giang hả? Cô gái miền Tây. Ôi rồi á. Chào anh, em là cô gái miền Tây. Tại sao không nhìn em được? Ngại hả? Mực. Ok anh Vũ. Đây, vẫn đang làm, vẫn theo đúng quy trình. Ok. Ngủ giỏi quá ta. Dạ. Dạ hay vì đủ cái xe giỏi. 7-8 rồi đó. Dạ hay vì đủ cái xe giỏi. Hát tặng anh chủ một câu liền. Có không em đừng tin, anh có sợ coi chiến mình. Kêu chú kêu kìa. Đã lo anh lần thiên, vì anh mà anh tâm niên. Nãy giờ có đem ra cho khách chưa? Dạ có. Khách ăn khách có khen không? Khách nói là rất ngon. Anh Vũ, 10 điểm. 10 điểm. Nhân vô giữa mới được. Hôm nay anh Nhân là ngôi sao chính ở đây. Dạ. Trước hết đó là em Nguyễn Đình Vũ. Mà Dông Chu rất là cảm ơn anh Nhân đã cho tụi em những cái kiến thức về bánh xèo, về đổ bánh xèo. Bé Dông Chu thì rửa rau và nhận order. À, chạy bàn phục vụ. Dạ. Thì em Vũ thấy, em Vũ chia sẻ với anh Nhân cũng như là chia sẻ với tất cả quý vị khán giả rằng là như vậy. Khi mà em Vũ đứng ở trong cái bếp đổ cái chiếc bánh xèo ha, là bỗng nhiên tự nhiên mình đứng đó mình thấy mình ôm nhiều trách nhiệm lắm. Thứ nhất á, cái đầu tiên và quan trọng nhất đó là cái tâm mình đặt trân trọng, không biết rằng là mình có đem được cho khách hàng cái món ăn ngon nhất hay là không. Cái thứ hai quan trọng không kém đó là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất cả các thức ăn của mình vừa mới vô làm, lạm nhân đã nhắc em rồi, Vũ ơi, trước khi làm là em phải đeo tập về và đeo bao tay vô. Anh rất kỹ, cả cái khâu thứ ba là khâu mình chọn lựa thức ăn nữa, anh đã chọn những cái loại thức ăn hảo hạng nhất, kỹ lưỡng nhất và bảo quản tốt nhất. Thì em Vũ thấy rằng là một cái món ăn được làm ra cho một cái vị khách hàng nó hoàn toàn khác với chúng ta đổ tại nhà ăn. Đúng rồi. Nếu mà mình đổ tại nhà ăn á thì nó rất là nhẹ nhàng rồi. Đúng rồi. Mình có thể mình đổ rề rề cũng được. Mình vừa đổ cái mình lướt điện thoại, mình ăn kẹo đồ này nọ, nhưng mà khi làm cho khách, cảm giác khách ngồi đợi lâu, họ sốt ruột, cái giờ tan chiều đi làm nữa, cho nên hôm nay em học được rất là nhiều thứ. Anh cũng muốn nghe nhận xét của em. Rau nhưng mà không hề dễ. Rau, rửa rau, dòng chưa nghĩ là cái đó là dễ, nhưng mà không dễ đâu. Phải rửa rau, phải nhẹ nhàng thôi. Bởi vì tính cách của dòng chưa là giống con trai, hay bị băng 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 băng. Nhưng mà phải là giống em bé á, như này á. Nhưng mà nói thật là với dòng chưa, nói chuyện với khách hay là nhận order thì không áp lực á. Bởi vì dòng chưa thích
nói chuyện với người lạ và Dương Chu thích giao tiếp. Dạ, giao tiếp với người lạ nên là anh sao? Anh thấy tụi em sao? Anh phải nhận xét thiệt lòng để tụi em tiến bộ hơn. À, về rất là phụ, rất là nhiệt tình, này rất là đồ bánh rất là giỏi luôn. Chung là mới lần đầu nhưng mà đã là ok. Dạ. À, kiểu như là về Dung Du. Dạ. Như là cô ấy rất là dễ thương nè. Dạ. Nói tiếng Việt rất là giỏi luôn. Ủa thôi ta. Giờ khách rất là nhiệt tình luôn. Giỏi thiệt không anh? Dạ. Giỏi thiệt đó. Nhiều khi những năm vũ 10 mà Dung Du chính đó. Dạ. Phải học trao dồi tiếng Việt lên nữa. Ồ thôi ta. Đúng rồi. Nói thật là đầu tiên em nghe hôm nay em phải nhận order thì em rất là hoang mang luôn. Bởi vì em hơi sợ và hơi hoang mang để nói chuyện với người Việt Nam. Nhưng mà hôm nay em nghĩ là em thành công nên là em rất là tự hào với mình. Dạ. Em tự cho mình mấy điểm? Em từ thang điểm 10. 10 điểm. 10 trên 100. Không phải. Không phải. Không phải, anh thì sao? Ở thân anh hả? Dạ. À, anh lo làm trong bếp, anh tập trung cho cái bánh xèo. Xèo 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 xèo. Anh không để ý gì xung quanh nữa hết em ơi. Anh đâu có thấy em chạy bàn đâu, em sợ cái bánh xèo khét thôi. Dạ. Sau khi anh ra bàn, anh thấy khách ngồi ăn, anh thấy khách thưởng thức bánh xèo. Rất là ok nha. Dạ, em Nguyễn Đình Vũ xin được gửi lời cảm ơn đến anh Nhân. Dạ, một trong những người thầy đầu tiên dạy em và Dung Du đổ bánh xèo. Và xin được gửi lời cảm ơn hết tới tất cả các bạn nhân viên đã hỗ trợ cho cái buổi ghi hình cũng như là cái buổi học tập của em Vũ và Dung Du của ngày hôm nay. Dạ, xin chúc cho tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Anh nghĩ là chắc em cũng sẽ muốn gửi lời cảm ơn. Dạ đúng rồi, Dung Du cũng muốn gửi cảm ơn, gửi lời cảm ơn cho chị Thương. Chị Thương. Chị bắt đầu khó quá, chị Thương hay là Thương? Chị Thương. Bởi vì chị Thương giá ảnh hưởng cho Dung Du rất là tốt. Bởi vì rất nhiều khúc Dung Du không hiểu, chị Thương giải thích lại và giúp đỡ Dung Du rất nhiều nên là Dung Du rất cảm ơn chị Thương. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, chương trình Sao Học Việt được Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình phát sóng vào lúc 19 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Nguyễn Đình Vũ và Dung Du xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại.